xin chào cả nhà hôm nay mình xin chia sẻ cách nuôi cá rồng nha cả nhà và mình lấy cái đại diện con cá để mà mình quay là con cá này là cá ngân long mà nha cả nhà đó do cái hồ nó hơi nhỏ cho nên là nó chưa có bơi thông thai thoải mái được mình mới bỏ vô ha chủ yếu mình làm clip cho cả nhà coi thôi để sơ qua về cái đặc điểm và à, cái cách nuôi cũng như là sinh sản cái loại cá rồng này ha cả nhà ha thì cá rồng có một số loại và phân loại khác nhau thường gặp thì gồm 7 loại nè kim long hồng long thanh long kim long đuôi hồng tức là hồng vĩ kim long đó có người gọi là kim long hồng vĩ đó cả nhà hồng thần long hắc long ngân long và bây giờ có thêm là huyết long nữa nha cả nhà ha có thể sơ lược qua vài nét về những cái con cá này sau đây ha thì nói chung cái dòng họ cá rồng nó cũng rất là nhiều loại bảy tám loại lần cả nhà ha thì tùy theo cái màu sắc của nó mà người ta phân ra làm nhiều loại khác nhau ha ví dụ như kim long nè rất được ưa chuộng ở đông nam á nguồn gốc xuất xứ ở Malay viền vẫy có màu vàng hòn kim các vây đều có màu hồng vàng kim ha đó là cái con kim long đó cả nhà ha là nó và vàng người ta gọi là kim long nha cả nhà còn cái con hồng long thì xuất xứ từ indo toàn cơ thể màu vàng hoàng kim viền vây có màu hồng kim miệng thì nắp mang gồm có các đốm màu hồng đậm các vây đều có màu hồng đậm khung vây màu hồng đó còn con thanh long thì xuất xứ từ malaysia thái lan myanmar việt nam có thể có màu lục bạc vảy có màu pha tím các vây màu lục nhạt cơ thể tương đối nhỏ à, có thể cá sinh sản trong hồ nuôi ha tức là cái con thanh long có thể sinh sản được trong cái hồ nuôi luôn kim long hồng vĩ thì xuất xứ từ indo vảy có viền vàng kim lấp lánh vảy và mang màu hồng nhạt vảy đuôi có sắc hồng vùng lưng màu xanh đen đó những đặc điểm đó thì mình phân biệt với nhau còn hồng thần long là xuất xứ từ australia cơ thể cá màu lục phớt vàng ánh bạc hai bên có các đốm hồng các vây màu hồng viền màu đen có màu đốm màu vàng kim hoặc nhiều cái màu vào ban đêm hắc long thì xuất xứ từ brazil cơ thể trắng bạc có sắc thiên thanh tím tức là nó tím tím đen đó cả nhà người ta gọi là hắc long đó các vây màu xanh đen xanh mà xanh gần như là đen luôn đó người ta gọi là hắc long thì còn cái con ngân long thì cá rồng bạc tức là cái con mình đang quay cho cả nhà xem nè thì nó xuất xứ từ brazil thì cái con ngân long này là cái con cá nói chung là trong các loại cá rồng thì cái con này thuộc loại là nó là cá cũng tương đối người dễ chơi đó cả nhà cũng thuộc loại rỉ tiền đó so với mấy con kia là nó rỉ tiền hơn ha ví dụ như huyết long rồi hồng long kim long hồng vĩ rồi kim long quá bối rồi thì nó mất tiền hơn còn con này tương đối cái người mới tập chơi dễ chơi ha mình nên mua cái con này về chơi thử nghiệm nha cả nhà đó mình ấy hắt để cho nó bơi chút xíu tại cái con này mới mới vô cái hồ lạ cho nên nó bị nhét đó cả nhà ha nên nó đứng nước như vậy đó rồi thì cái con mà ngân long đó cả nhà thì cái con này nè cơ thể màu sáng bạc nhướm màu hồng phấn nhạt có pha chút màu xanh lam cơ thể có thể cho sinh sản trong hồ nuôi luôn tức là ở đây người ta ép được cái con cá rồng rồi đó cả nhà trong hồ luôn hồ kiến luôn có thể ép được ha nhiều loại cá có số lượng rất ít ngay ở nước ở các nước xuất xứ sinh sản khó có một số loài như kim long hồng long là chủng được bảo vệ tại các nước xuất xứ tức là tại các nước mà xuất xứ ra tức là bản chất của cái con này ấy, nó ở cái nước đó là cái nguồn gốc của nó luôn nhưng mà so với bây giờ đó cả nhà thì cái số lượng nó đã giảm đi đây rất đây là thì nhiều giờ chi tiết về cái con ngân long nha cả nhà thì con ngân long được có tên gọi khác là cá rồng bạc mình lấy đại diện cái con ngân long thì mình nói chung cho những con cá rồng luôn thì ngoại hình tập tính nó cũng tương tự như vậy ha cả nhà ha đó thì uh, cá ngân long có thân hình dài hai bên dẹp vây đuôi hình quạt tròn đầu to cơ thể có thể dài đến chín mươi cm thân cá ngân long có màu trắng bạc kim loại khi ánh sáng chiếu vào sáng óng ánh như bạc phớt lam trên thân có năm hàng vảy to như vỏ sò dạng nửa tròn nửa bên có ba mươi lăm đến ba mươi lăm vảy ba đến ba vảy xếp hàng rất đều đặn chỉnh chu có thể nói nó là loài cá đứng đầu bảng trong cái loài cá nhiệt đới cái loài cá ngân long này tương đối cũng dễ nuôi ha cả nhà ha đó vùng vẫy vùng vẫy ở đuôi trở nên nhỏ hơn vây lưng và vây hậu môn biến thành hình dài kéo sát đến góc cuốn đuôi hàm dưới của nó nhô ra hơn hàm trên có một uh, đôi râu ngắn và thô màu sắc của cá còn non hơi xanh lam vây lưng và vây hậu môn đều viền hồng phớt xanh đã cả nhà thấy cái vây lưng của nó không và cái vây hậu môn nữa nó hồng hồng phớt phớt ha mặc dù nó là cái màu sắc của nó là ánh bạc nhưng mà cái vây lưng của nó là hồng hồng phớt phớt ha cả nhà ha thì cái con cá ngân long này đó cả nhà cơ thể khỏe mạnh sinh trưởng bắt mồi nhiều dễ sống dễ nuôi thích nghi bơi đẹp hơn các loài cá khác nhưng cá ngân long cái tính nó hung dữ cơ thể lớn thường ăn các con không thích hợp nuôi chung với các loài cá khác tức là cá thường cá rồng nói chung đó cả nhà thì mình nên nuôi riêng nha mỗi bể là một con chứ nếu nuôi mà nhiều quá là mấy con nó cắn lộn với nhau đó cả nhà nó cắn có khi là đến chết luôn đó sù vẫy xù lông là nó cắn cho đến chết luôn cho nên là tuyệt đối cả nhà không có nên nuôi chung cái cá rồng lông đến nhau ha vì cá nuôi 4 năm cơ thể dài 80 đến 90 cm trong bể không trồng cỏ không phủ sỏi bởi nên có nắp đậy thì cái tập tính của cái con năng long này nè hoặc là con cá rồng nói chung đó cả nhà nó hay nhảy lắm cho nên khi cả nhà nuôi cái con cá này á là nhớ cho mình một điều phải có nắp đậy hoặc là có cái lưới gì đậy trên đó không á là cái con này nó hay nhảy ra ngồi hoặc là nó thấy con thằng làng hay là cái con gì mà mồi của nó đó cả nhà thì nó rất là hiếu động ha nó thấy mồi là nó bắt ngay là nó nhảy ra ngồi là con cá thường bị chết như vậy thôi chứ không phải là chết là do nước nuôi đồ nó rất là dễ nuôi nhưng mà nó chết thường đa số khách hàng của mình á cầm lên là nó nhảy ra ngoài không ha trên bên cả nhà cẩn thận cái điều đó nha nuôi cái con cá rồng nói chung và cái con cá ngân long nói riêng thì cả nhà nên đậy nắp hoặc là đậy lưới lại ha để cho nó khỏi nhảy ra ngoài ha thì cái hồ mình nuôi á, nên là hồ trơn nha cả nhà không có được trồng cây hoặc là thả sỏi gì hết tại vì con này nó rất là hiếu động nó cạ vào những cái cái đó hoặc là nó phá rong là hư hết cho nên cái hồ nuôi nó là nên là để chống nha cả nhà cá này thích nước trung tính hoặc hơi axit Cá sinh trưởng rất tốt trong điều kiện nhiệt độ hơn 22 độ C. Cá ngân long thích ăn động vật các con côn trùng ếch nhái. Bình thường cho ăn ngày 2 lần, xong nuôi có thể tăng cường 4 5 lần, tức là khi mà mình muốn thúc con cá mạnh đó cả nhà. Thì mình uh, cho nó ăn nhiều cử ha. Thì cái con này nó dễ lắm, đồ ăn gì cũng được hết tôm tiếp, cá con, cá mồi gì hoặc là trùng chỉ gì dán gì nó cũng ăn được tuốt luôn ha cả nhà ha cho nên cái con này mình cho ăn mồi sống chừng nào thì nó càng mau lớn chừng nấy ha cả nhà ha chú ý cái điểm đó nha rồi bình thường á thì mình phân biệt cá đực cái á không khó khăn chủ yếu là cá đực á, nó có cái vây bụng nhọn dài cá cái lúc thành thục thì bụng phình to tức là cái con cá đực á, nhớ hai cái kỳ vây ở dưới của nó nhọn và dài ra ra còn con cá đực còn con cá cái á, thì cái bụng của nó sẽ là bầu và to ha nó thô hơn cái bụng của nó ấy thôi còn cái con cá đực thì nó thon nó ốm hơn hai cả nhà ha mình dựa vào hai cái đặc điểm đó thôi ha cái vây lưng dưới và cái bụng để mình phân biệt được cá đực và cá cái, thôi sinh sản đó cả nhà thì cá ngân long là loài cá đẻ trứng sinh sản tương đối khó khăn bởi cho cá đĩa tối thiểu phải 120 60 60 tức là cái bởi mình càng rộng thì cái con cá nó càng sinh sản dễ hơn và tốt hơn ha bởi nuôi mà để ấp cho nó sinh sản phải lớn nha cả nhà nhiệt độ 28 là thích hợp nhất, độ cứng thì 7 đến 9 pH, bơi, bơi. còn pH bơi thì 6,5 đến 7,5. Mà mình thưa đuôi con cá này mình thấy cả nhà nên cho nó từ 7,5 trở lên ha. 7,5 là tương đối là chuẩn, 7,5 đến 8, cho đừng có thấp quá nó không có chịu nước tháp đâu nha cả nhà. Bởi đĩa không bỏ bất cứ vật gì. Sau khi chọn lọc được được cái cảnh kỹ càng và ghép theo tỷ lệ là 1:1 tức là một cá bố và một cá mẹ. Cá bố mẹ sau khi cho vào bởi thì sẽ theo đuổi rượt nhau. Sau khi giao phối thì cá cái thải trứng, cá đực phóng tinh, trứng có đường kính to 4mm. Mỗi đôi cá mỗi lần đĩa 40 đến 200 trứng, đôi lúc là 300 trứng nha cả nhà, nó đĩa cũng sai lắm. ha Sau khi đĩa xong cá đực ngậm trứng vào miệng để ấp, cho nên lúc đó phải bắt cá cái ra đó cái con cá này nó ngộ là không phải là con cá cái nuôi con mà là con cá đực nó nuôi con nha cả nhà sau khi trứng nó thụ tinh xong á là con cá đực nó ngậm cái trứng đó trong miệng để mà nó áp cho đến khi là cái trứng đó nở thôi ha cả nhà ha thì cái khi mà cái trứng á uh, thụ tinh áp trong miệng cá đực khoảng một tháng thì nở thì các con có cái nổn hòn khi các con nở ra và bơi được thì chúng tụ tập gần cá bố mẹ sau ít ngày phải tách cá đực nuôi chỗ khác tức là khi cá cái mình bắt ra rồi thì để lại con cá đực nó nuôi con nó trong miệng sau một thời gian thì à, nó cái phun cái con nó ra đó cả nhà thì con của nó nó còn dính cái nón hòn luôn đó cho nên những cái thời gian đó là khi mà cá con nó ra ngồi xong á là mình bắt luôn cái con cá đực ra chỗ khác luôn ha để con cá đực nó không có ăn con của nó lại nha cả nhà đó và sau đó mình nuôi cá con thì y như những cái nuôi cái cá con khác ha mình cho ăn những cái con cá mồi nhỏ nhỏ đó ha thì con cá con cá rồng tương đối nó lớn hơn những cái con cá khác ha cả nhà ha cá con sống nhờ nổn hòn là sau 8 ngày sẽ phát dục thành cá con bắt được mồi thức ăn là ấu trùng atemi nè ba, bo là loại nhỏ nè tại indo công nghệ sinh sản cá rồng đã được nghiên cứu hoàn tất hiện nay những nghệ nhân chuyên sản xuất cá rồng tức là xuất xứ từ Indo đó cả nhà cá Việt Nam mình cũng nhập từ Indo về rất là nhiều tức là tại Indo người ta sản xuất cá rồng rất là nhiều ha cả nhà ha thì bên đó thì người ta đã có cái công nghệ để mà áp được và cho nhân giống được cá con ha và xuất xứ qua nhiều nước khác thì trong đó có Việt Nam mình nha cả nhà có nhiều con thì nó có cái bản mà gọi là cái lý lịch của con cá đó thường thì mình thấy là từ Indo nhiều ha tức là Indo là cái nước người ta sản xuất ra cá rồng rất là nhiều nha cả nhà người ta đánh giá cái rồng đẹp khi vảy lấp lánh, bạch kim loại, rì vảy hơi nhuộm hồng phấn, vây màu lam, màu nhạt, màu hồng, cá bơi lúc vây phải che phủ dịu dàng. Loài cá này ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có nhiều người nuôi. Ha, nói chung bây giờ không có thành phố nữa, mà nói chung là nhiều tỉnh khác người ta cũng nuôi, tại vì nó cũng tương đối dễ và nó là cái loài cá săn mồi, cho nên nhiều người cũng rất là thích nuôi. Ha cả nhà ha, thì mình đã sơ qua được cái đặc tính nuôi cũng như mồi thức ăn cho cá và cái đặc tính sinh sản ha cả nhà ha và cả nhà để nắm bắt được cái uh, nhiệt độ nuôi nước nuôi bao nhiêu để cả nhà biết nuôi được con cá này nha cả nhà mồi thức ăn Chính cho cái nó thức video ở đây ha cái con cá này cũng tương đối dễ nuôi lắm cả nhà cái nước nuôi thì không khó khăn đâu chủ yếu cả nhà phòng cho nó thì để nó nó nhảy ra ngồi thôi ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ dùm ha Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nha. Mình có kiến thức gì về các cảnh cây thủy sinh hoặc là cây thủy canh thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà hết ha. Để ai cũng có thể nuôi được con cá, trồng được cái cây nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. À, con này nó mới qua bởi mới. Nó hơi bị nhét nha cả nhà. Đó, thông cảm. Mình chỉ lấy ra đây mình quay để cho cả nhà biết được cái hình dạng của con cá rồng như thế nào thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.